đây là cái chỗ làm nè, ngồi làm sáng chế mấy cái màn hình bự với bự vậy đó, nó bự mà mình coi phim rồi này kia, bự thì bự cái computer vừa xíu, máy móc tùm lum. Hồi trước mấy đứa nhỏ cũng được dẫn vô đây, cái này là cái phòng lab, cái chỗ mà để cho mấy thằng thợ nó thử coi mấy cái đồ của mấy kỹ sư làm coi có chạy hay không á. Nó ngồi nó thử, nếu mà nó hư thì nó nói mình sửa lại, mà không hư thì thôi. Mà có nhiều cái bị hư á, chế mấy cái này lộn xộn, một lần làm ra gì một cái cũng khoảng một năm, chế ra một cái cũng khoảng một năm. Rồi còn đây là cái chỗ văn phòng đó, văn phòng mà họ chật nhít đồ hết trơn đó, văn phòng cái bàn làm việc đồ đạc lung tung hết, máy móc. Rồi có mấy cái màn hình đang làm, gọi cho nhà biết coi chơi.